Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên bò kem cái F2 5 tháng rưỡi nha. Chiều cao là 1m15 cô chú anh chị. Thì trước khi em gửi con bò này, xin quý cô chú anh chị và các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, để em động lực ra nhiều video hay hơn nữa về chăn về mua bán bò trên Chăn nuôi Bến Tre nha cô chú anh chị. Thì bò này là cỡ 5 tháng rưỡi. Chiều cao 1m15. Cái kem F2 đây, nhìn tướng bò rất là tốt bò nè, rất là lực, chân thì chân ống tròn to nghe. Đây thì nó cái khuyết điểm là lông to nghe cô chú anh chị, nó không được đẹp mắt không cho mấy, nhưng mà vai nó được cái bộ loại vai rất có lực, có vai đít sao cũng có cơ được. Dạo lúng thì có mà ít. Đây, lông to nghe chú anh chị. Sái rồi lưng rồi nghiêm chỉnh nha. Chân hoàn thiện, không có bú gì hết nha. Sái lưng nghiêm chỉnh nha. Đây, đít đuôi nè. Con này thì lưng cũng bè cũng ngang, có hình ngang chú anh chị. Liền bò, yếm cũng có luôn. Đây đít nè. Thì chủ nhà là dứt giá là 18 triệu em chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình xem mà yêu thích thì nhớ liên hệ trên số điện thoại trên màn hình. Đây đít nè. Cũng được. Đít này có không to mấy nghe, mà cũng được, chứ không có đít to mấy cho mấy. Con này cũng vừa bò chứ không đẹp không nghe chú anh chị. Chân cẳng hoàn thiện, móng sò luôn. Đây, cái kem F2 thì trên trán nó có một cái mẫu bớt giá nữa. Trái lưng nè, đùi nè, lưng nè, lưng thẳng nghe, không đi lưng gánh của chú chị, lưng này bằng phẳng. Thì ai mà yêu thích thì nhớ liên hệ đến số điện thoại, và ai mà nhớ có bò thì nhớ liên hệ số điện thoại màn hình để em quay bò và bán giùm, đăng bán giùm. Liên hệ mua và liên hệ bán cũng số điện thoại đó luôn của chú chị, em xài con số mà. Ai muốn bán bò trên mạng thì liên hệ em trên số điện thoại. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất từ trên Chăn nuôi Bến Tre mua bán bò. Đây, đít nè. Đây, xin nhắc lại con bò này cao 1m15 bò, 1 năm tháng rưỡi, giá là chủ nhà nó là 18 triệu. Bò này cũng có ngang, dai cũng có lực nè, đùi cũng có, đùi có nhưng không nở bằng này, dai trước nè, cũng có ngang ngang của chú anh chị, đùi có nhưng không phải là dạng như đùi lép đâu, vừa có mà vừa. Đây thì bò làm sao nói vậy thôi, chứ không có nói sim nó bớt sới gì đây cô chú anh chị. Ai mà yêu thích thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất từ kênh Chăn nuôi Bến Tre. Chân cẳng cao to nghe. Đây, hiện trái nó còn một bớt trắng.